Chào cả nhà, bây giờ là 10 giờ 11 phút rồi nha. Ngày 19 tháng 2 năm 2019. Mình sáng giờ mình đi giao chim cho nên mình không có cho chim ăn được. Bây giờ mình về cho nó ăn nha các bác nha. Bây giờ mình còn ba con nha các bác nha. Ba con nha. Rồi ai nhanh tay còn chậm tay thì hết nha. Đấy. Đó. Ba em đẹp luôn nha. Full lông hết rồi nha. Rồi mình sạch hết rồi nè, để bàn nó bé thì bán hết rồi không còn nào hết đó, giờ chỉ còn ba con thôi. Ba con này bác nào có nhu cầu thì alo cho mình qua số điện thoại 0916 77 3554 hoặc 0918 77 3554 nha các bác nha. Đây là chim non sông mồi nha. Đây đó. Mình đang cho nó ăn, mình cho nó ăn thổi đấy. Rồi ăn xong câm họng hết luôn. Ngon quá rồi, tao không luôn. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo cho mình qua số điện thoại 0916 77 3554 hoặc 0918 77 3554 nha bác. Chúc các bác ngày thứ ba làm việc thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại clip chiều hoặc sáng mai nha.